Hai các bạn, vừa rồi hồi nãy em mới tập cái phản đòn trong tình huống mà mình đang dồn ép đối thủ. Bữa giờ mình tập phòng thủ cũng nhiều rồi, so bây giờ mình qua một số động tác tấn công nha. So trong trận đấu nó có tình huống mình đang chiếm ưu thế và mình muốn kết thúc trận đấu đúng không nào? So khi mà mình chiếm ưu thế và muốn kết thúc trận đấu á, không phải lúc nào mình cũng phải quýnh mạnh các bạn. Các bạn muốn kết thúc trận đấu bằng một đòn nào đó rất là mạnh đúng không? So mình phải có nhịp nhẹ trước. Có nghĩa là khi mà mình đang đè ép đối thủ á, right, mà muốn phản đòn, mình phải quýnh đòn nhẹ để mình dụ, khi đối thủ ra đòn á, mình có thể pull, and then mình vô phản đòn, pop, đúng nào? So như anh thường nói á, các bạn không quýnh chậm được thì các bạn sẽ không quýnh nhanh được, các bạn không học cách quýnh nhẹ thì các bạn sẽ không bao giờ quýnh mạnh được. Các bạn nhớ cái này nha. So ban đầu á là mình sẽ tập nhẹ, bung đòn nhẹ ra, tay chân nhẹ ra, lâu lâu mình sẽ pull, mình nhúng cái chân sau. Và lúc pull đó mấy bạn, khi các bạn pull giật ngược ra, thường các bạn giật thẳng ra đúng không nào? So anh muốn các bạn giật xéo qua bên phải đúng không nào? Tại vì khi mình giật xéo qua bên phải á là mình vừa pull mà mình vừa slip luôn mấy bạn. So nó sẽ tạo nên một cái sự rất là an toàn khi các bạn pull xéo qua bên phải đúng không nào? Nó cùng lúc luôn, nó pull nó đã phòng thủ rồi, nó slip cũng là phòng thủ luôn. Nếu mà pull với slip mà phối hợp lại á, nó sẽ tạo nên một cái phòng thủ rất là an toàn. Và các bạn cần phải nhúng cái chân sau nè, xong rồi bắn vô lại, pop, tung ra combo mạnh và chính xác. Tại ban đầu mình đã quýnh nhẹ rồi, pop, đúng không nào? So mình cần phải quýnh nhẹ thì mình mới quýnh mạnh được, mình cần phải quýnh chậm thì mình mới quýnh nhanh được. Cái kỹ thuật của cái bài này á được rất là nhiều vận động viên boxing nghiệp dư tập luyện mấy bạn. Tại vì nghiệp dư á, người ta quýnh cái cường độ rất là cao, cho nên á cái sự phản đòn rất là nhanh nhạy. Và để phản đòn nhanh nhạy á, lúc nào cũng vậy á, người ta bắt đầu bằng cái chậm trước, mấy cái chậm đòn giả bên ngoài ha. Xong rồi đợi mà đối thủ bung ra một đòn á là người ta slip pa 632 hoặc là slip pa 232. Pa cao tay lên để phòng thủ đi vô. Đợi đối thủ bung ra một đòn slip pa 632 cũng được. 232 cũng được. So hồi nãy là quýnh gió. Rồi sau anh sẽ show lại mấy bạn khi các quýnh bao. Cao tay lên đè. Ok. So các bạn có thể quýnh bao hoặc là quýnh gió cũng được, hoặc là các bạn có thể di chuyển ở trên sàn đài quýnh gió. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn di chuyển lên sàn đài luôn nha. Let's go, theo anh nào. Chu chu chu.
các bạn cứ tưởng tượng mình đang đè góc ai đó cao tay giữ ngoài cứ ly cho anh, xong rồi đợi đối thủ bung ra một đòn thì mình slip và pull qua bên phải, xong mình vô lại 6 3 2, hoặc là slip pull qua bên phải vô lại 2 3 2. Rồi cái nhún chân nó rất là quan trọng nha mấy bạn, nó tạo một cái độ nảy để mình có thể phản đòn rất là mạnh mẽ. Rồi các bạn cứ bắt đầu chậm nhẹ, xong mình pull slip pa 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 hoặc là mình pull slip pa 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 6 3 2 hay là 2 3 2 gì cũng được. Đối thủ chạy xong mình dí theo, mình cắt góc chạy dí theo, đè góc giữ ngoài cự ly, không có được để mất cự ly nha. Ok, bài tập này rất là đã mấy bạn. Bài tập này mình sẽ áp dụng khi mà mình đang chiếm ưu thế trên sàn đài, tức là mình đang kiểm soát sàn đài, mình đang dí đối thủ chạy một vòng đúng không nào. Có rất là nhiều trường hợp mình đang chiếm ưu thế, cái mình đè vô muốn quýnh mạnh không à, và khi mà các bạn quýnh mạnh trước á, các bạn sẽ rất là dễ bị chồng đòn và phản đòn. Hãy nhớ cái này nha, các bạn mà muốn quýnh mạnh hay là nhanh á, các bạn bắt đầu chậm trước cho anh, bắt đầu chậm, cứ đè cứ chậm nhẹ thôi, không có gì phải gấp á, đối thủ đã chạy lùi rồi và mình sẽ có rất là nhiều thời gian để mình bình tĩnh quýnh cái đòn chậm và nhẹ ra. Xong rồi đợi đối thủ vừa bung ra một đòn là mình slip qua bên phải, slip và pull qua bên phải, nên mình có thể kết thúc 6 3 2, hoặc là slip và pull qua bên phải kết thúc bằng 2 3 2. Bye bye các bạn.